Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt một của mình. Thì hôm nay mình làm cái video các bạn bởi vì lúc 8 giờ ngày tối hôm nay chúng ta sẽ có một buổi Zoom đặc biệt và nói về vấn đề trái đất được ai dựng nên và nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta như thế nào, rất là đặc biệt luôn các bạn. Cho nên các bạn hãy lập tức join vào cái nhóm Telegram của mình. Thì nhóm này là nhóm sách quyền lực nhất thế giới. Các bạn hãy cho nhóm này và đúng 7 giờ 50 phút mình sẽ cho các bạn đường link để các bạn zoom vào và chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc trái đất này và rất là nhiều thứ khác nữa để dẫn dắt chúng ta đến với cái nguồn gốc cho chúng ta biết chúng ta là ai và tại sao lại đến thế gian này và chết sẽ đi về đâu. Rất là đặc biệt luôn các bạn, rất là hấp dẫn và buổi zoom này cực kỳ đặc biệt và hoàn toàn miễn phí để dành cho các bạn thích phiêu lưu, khám phá, tìm ra những bí ẩn nha các bạn nha. Rất là hấp dẫn luôn. Thì cái đường link của cái nhóm này mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên. Các bạn hãy cho vào ngay lập tức nha các bạn, bởi vì sắp đến giờ rồi. Chỉ còn khoảng tầm 13 phút nữa là có đường link rồi. Cho nên là các bạn lập tức hãy cho vào nhóm này các bạn nha. Nhanh chóng lên các bạn. Và các bạn có thể hỏi rất nhiều điều trong cái nhóm này. Và có rất nhiều anh chị em sẽ hỗ trợ các bạn hiểu biết hơn nữa, sâu sắc hơn nữa và giúp cho các bạn sẽ vượt qua khỏi thế giới 3 chiều trong những buổi zoom tiếp theo. Cho nên các bạn xem video này lập tức cho vào nhóm này nha các bạn nha. Lập tức cho vào ngay để chúng ta có đường link mà đăng ký vào. Bởi vì nếu các bạn vào trễ quá có khả năng các bạn sẽ không đi vào zoom được. Bởi vì cái người chủ trì họ sẽ không có cho vào. Bởi vì có thể zoom sẽ vượt qua giới hạn số lượng thành viên. Cho nên là các bạn hãy lập tức cho vào nhanh các bạn nha. Rồi. Hy vọng là các bạn sẽ có một buổi zoom cực kỳ đặc biệt trong tối hôm nay nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.